Thưa quý vị, sau đại dịch, thị trường bán lẻ của Việt Nam tiếp tục tăng trưởng tốt, ghi nhận mức tăng trên 20% trong 10 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ, theo Tổng cục Thống kê. So với các thị trường cùng khu vực, Việt Nam đánh giá vẫn là thị trường đầy hấp dẫn, thu hút sự quan tâm lớn của các tập đoàn bán lẻ nước ngoài. Theo Bộ Quy hoạch và Đầu tư, lĩnh vực bán buôn, bán lẻ thu hút nhiều dự án đầu tư nước ngoài nhất trong 10 tháng đầu năm, chiếm đến gần 30% tổng số dự án. Các doanh nghiệp bán lẻ quốc tế cũng đang dự định mở rộng tại Việt Nam. Tập đoàn bán lẻ Central Retail của Thái Lan đang lên kế hoạch tăng gấp đôi sự hiện diện của mình tại Việt Nam, cụ thể là phát triển 70 siêu thị ở 55 trên 63 tỉnh thành trong 5 năm tới. Đây không phải là doanh nghiệp duy nhất đang khao khát muốn mở rộng tại Việt Nam. Tập đoàn bán lẻ Lotte của Hàn Quốc từng có Trung Quốc là thị trường nước ngoài lớn thứ 3 sau Nhật Bản và Hàn Quốc. Thế nhưng, Việt Nam đã thay thế Trung Quốc trở thành thị trường nước ngoài đứng thứ 3 của tập đoàn này khi Lotte đang chuẩn bị mở thêm siêu thị tại đây. Hay tập đoàn Aeon của Nhật cũng đang lên kế hoạch mở thêm trung tâm mua sắm và siêu thị tại Việt Nam. Việt Nam là thị trường chiến lược của chúng tôi bên cạnh Nhật Bản. Chúng tôi dự định mở rộng hoạt động tại Việt Nam với đa dạng loại hình bán lẻ, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển sản phẩm và chuỗi cung ứng. Mục tiêu của chúng tôi là mở 30 trung tâm mua sắm và siêu thị bách hóa tổng hợp vào 2030 và 100 siêu thị tại Hà Nội vào 2025. Trong khi đó, thị trường bán lẻ Việt Nam tiếp tục chứng kiến sự mở rộng của khối ngoại với sự xuất hiện của một số thương hiệu quốc tế nổi tiếng chuyên cung cấp các mặt hàng xa xỉ. Theo báo cáo tổng quan thị trường quý 3 năm 2022, CBRE Việt Nam ghi nhận hoạt động mới của hàng loạt các nhãn hàng như hãng thời trang thể thao Beverly Hills Polo Club, nước hoa Vinric Galleries de Parfums hay thời trang nam Maestro. Một số những cái thương hiệu mà họ đã không mở rộng được ở thị trường châu Âu cũng như là châu Mỹ thì họ đã bắt đầu lấn sân sang cái khu vực Đông Nam Á. Đó là một cái thị trường đang nổi và đang có nhiều những cái tiềm năng để mở rộng cho cái phân khúc mà về xa xỉ phẩm. Việt Nam là trở thành cái sự lựa chọn thời trang hoặc là về cái phong cách sống. Thì cái nhu cầu mà CBA nhận được á, nó cũng đã chiếm lên trên 80% so với lại những cái ngành hàng khác. Và trong khi đó là F&B, tức là ăn uống thì chiếm đến khoảng gần 30% cái nhu cầu. Nhiều doanh nghiệp bán lẻ đa quốc gia cho rằng thói quen tiêu dùng của người Việt đang dần thay đổi khi họ chuyển sang mua sắm cùng tại một địa điểm thay vì đến các cửa hàng nhỏ lẻ truyền thống. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng được kỳ vọng sẽ mang lại cho họ nhiều cơ hội kinh doanh hơn nhờ vào sự gia tăng hiện đại hóa các trải nghiệm mua sắm. Do vậy, các chuyên gia dự đoán rằng các tập đoàn bán lẻ nước ngoài sẽ tiếp tục đổ vốn vào thị trường Việt Nam, không chỉ ở phân khúc các mặt hàng thiết yếu, mà ở cả những phân khúc cao cấp. Theo đánh giá của chuyên gia, cùng với Thái Lan, Việt Nam đang là thị trường nổi bật tại Đông Nam Á. Tuy nhiên, ngành bán lẻ của Thái Lan chịu sự ảnh hưởng đáng kể do dịch bệnh. Do vậy, thị trường Việt Nam đang có lợi thế để bật cao hơn so với những thị trường lớn trong khu vực như là Singapore và Thái Lan. Để tìm hiểu rõ hơn về sức hấp dẫn của thị trường bán lẻ Việt Nam, cũng như xu hướng đổ vốn ảo ạt của các tập đoàn bán lẻ nước ngoài trong thời gian gần đây, phóng viên của chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn với bà Hoàng Nguyệt Minh, Giám đốc Bộ phận cho thuê thương mại của Savo tại Hà Nội. Mời quý vị cùng theo dõi. Cảm ơn bà đã tham gia phỏng vấn. Một loạt các tập đoàn bán lẻ lớn của nước ngoài đã công bố kế hoạch mở rộng hệ thống của họ tại Việt Nam. Vậy bà nhận định gì về động thái này? Tại sao những doanh nghiệp này lại lựa chọn Việt Nam trong chiến lược chinh phục khu vực Đông Nam Á của mình? Việt Nam là một thị trường hấp dẫn trong khu vực. Các tập đoàn này ngày càng có dấu ấn rõ nét và mạnh mẽ hơn tại Việt Nam. Việt Nam có số dân đông và trẻ. Giới trẻ ngày nay có nhu cầu mua sắm cao hơn trước kia. Do đó, có rất nhiều cơ hội cho các thương hiệu nước ngoài tăng sự hiện diện của mình tại đây. Trước đại dịch, không có nhiều thương hiệu tại Việt Nam và hầu hết người dân sẽ đi du lịch, mua sắm ở những quốc gia khác. Nhưng hiện tại, người tiêu dùng lựa chọn mua sắm tại thị trường trong nước nhiều hơn. Do đó, các tập đoàn bán lẻ cân nhắc mở rộng tại Việt Nam để phục vụ nhu cầu của lượng khách hàng này. Đây cũng là lý do Việt Nam trở thành lựa chọn của các thương hiệu bán lẻ để họ mở thêm siêu thị, cửa hàng và khôi phục tăng trưởng sau đại dịch tại các tỉnh thành lớn. Bên cạnh đó, thì nhiều thương hiệu quốc tế nổi tiếng trong đa dạng các lĩnh vực từ mỹ phẩm, thời trang, đồ thể thao cũng có kế hoạch đầu tư vào thị trường Việt Nam. Bà nhận định như thế nào về sự hấp dẫn của Việt Nam đối với những thương hiệu này?
Thị trường bất động sản cho thuê tại Việt Nam đang phát triển rất mạnh mẽ. Do vậy, Việt Nam được coi là địa điểm lý tưởng để nhiều thương hiệu mới tiến hành kinh doanh. Hành vi tiêu dùng của người dân Việt Nam cũng có sự thay đổi nhanh chóng, hứa hẹn mang lại doanh thu cao cho các thương hiệu mỹ phẩm. Nhu cầu sử dụng các mặt hàng mỹ phẩm đối với cả nam và nữ đều tăng, không chỉ với các sản phẩm trang điểm mà cả sản phẩm chăm sóc da. Do đó, các thương hiệu muốn mở chi nhánh tại Việt Nam để có thể cung cấp sản phẩm của mình trực tiếp tới người tiêu dùng nội địa. Thêm vào đó, nhu cầu mua sắm mặt hàng thời trang của giới trẻ Việt Nam cũng tăng lên. Người tiêu dùng trung tuổi cũng gia tăng chi tiêu cho loại sản phẩm này. Đó là lý do tại sao các thương hiệu thời trang lớn của thế giới, kể cả trong lĩnh vực đồ thể thao, đã tiếp cận thị trường Việt Nam. Ngoài việc mở cửa các cửa hàng lớn và đặt tại các trung tâm thương mại, các thương hiệu này cũng mở rộng ra các kênh thương mại điện tử để tăng doanh thu. Bà dự đoán như thế nào về thị trường bán lẻ trong thời gian tới? Chúng tôi dự đoán trong năm 2023, siêu thị, các phân khúc hàng mỹ phẩm, thời trang và ăn uống sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh nhờ nhu cầu tiêu dùng cao ở các thành phố lớn. Ví dụ như khu vực quanh quận Hoàn Kiếm sẽ thu hút nhiều thương hiệu bán lẻ cao cấp và xa xỉ do chi phí thuê mặt bằng cao hơn rất nhiều so với các khu vực khác. Tuy nhiên, các doanh nghiệp bán lẻ cũng sẽ tiếp cận nhiều hơn tới thị trường đại chúng, cung cấp các phân khúc hàng bình dân ở khu vực đông người tiêu dùng trẻ, ví dụ như gần trường đại học hoặc khu dân cư. Và các thương hiệu mỹ phẩm và thời trang nhanh sẽ tập trung ở những nơi này. Một lần nữa, cảm ơn bà đã tham gia cuộc phỏng vấn.